tổng thống trump đe dọa tung đồng chí mạng nhắm vào trung quốc và các khoản tài trợ nghiên cứu dịch tễ dưới thời obama vấn độ tột cùng dân chúng ở texas nổi dậy tiến vào nghị trường phản đối buổi vận động tranh cử của kamala harris trở nên hỗn loạn nhận án 10 năm tù vì làm chủ đường dây kết hôn giả cho người việt tại mỹ và sau đây là phần thông tin chi tiết kính thưa quý vị chuyển sang vấn đề hậu quả của đại dịch covid-19 ông trump cũng tiết lộ ông sẵn sàng xem xét một lệnh cấm đối với các nghiên cứu khoa học được gọi là tăng cường chức năng. Trong đó, các nhà nghiên cứu tăng cường các mầm bệnh chết người khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn và dễ lây lan hơn đối với con người. Dưới thời Tổng thống Barack Obama và Biden đã không chịu hành động để ban hành một lệnh hành pháp cấm nghiên cứu như vậy. Thậm chí, Quốc hội Hoa Kỳ đã xác nhận rằng nghiên cứu như vậy đã được tái khởi động với sự tài trợ từ tiền đóng thuế của người dân Hoa Kỳ và rất có thể đã dẫn đến vụ trò rỉ virus tại phòng thí nghiệm Vũ Hán ở Trung Quốc mà một số người tin rằng đã gây ra đại dịch COVID. Đề cập đến việc khôi phục lệnh cấm này, ông trầm lưu ý. Tôi nghĩ đó là điều chúng tôi chắc chắn sẽ thảo luận. Vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ bày tỏ, với tư cách là tổng thống, ông đã bị sốc khi biết được rằng Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã tài trợ cho nghiên cứu virus corona của Trung Quốc tại phòng thí nghiệm virus học Vũ Hán. Ông nói, tôi sẽ nói cho bạn điều này. Tôi là người đã ngăn chặn điều đó. Họ đang trả tiền cho Trung Quốc. Bây giờ tôi đã ngăn chặn điều đó. Tại sao chúng ta lại trả tiền cho Trung Quốc? Ai biết được rằng họ đang làm điều đó tại Vũ Hán? Đó là một điều chắc chắn phải làm. Cựu Tổng thống Trump cũng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ nhanh chóng xác định và đưa ra công lý những người đã tiết lộ thông tin tình báo cực kỳ nhạy cảm về kế hoạch chiến tranh của Israel với Iran và các nước khác trong khu vực. Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng vụ việc này đã tạo ra rủi ro an ninh quốc gia nghiêm trọng cho cả Hoa Kỳ và Israel và phơi bày thêm sự kém cỏi của chính quyền Biden-Harris ông trump chỉ trích điều gì đã xảy ra với israel với những tài liệu đã bị trò trĩ thậm chí không thể hiểu nổi và tốt hơn hết là họ nên tìm ra người đó bởi vì người đó ghét đất nước của chúng ta đó là một điều chắc chắn phải làm và chúng ta đang nói về vấn đề quan trọng chúng ta đang nói về việc tiết lộ các kế hoạch của israel phải làm với iraq và iran chứ không phải chỉ iran bạn biết đấy kế hoạch đó liên quan đến rất nhiều lựa chọn khác nhau và rất nhiều thứ khác nhau rất nhiều quốc gia khác nhau Ý tôi là họ đã có được mọi thứ mà tôi nghe được. Thật là tệ hại. Bạn có thể tưởng tượng mình là Israel và thức dậy với tin tức đó. Đất nước chúng ta thật là kém cỏi. Phẫn nộ tột cùng, dân chúng Texas nổi dậy tiến vào nghị trường phản đối. Buổi vận động tranh cử của Kamala Harris trở nên hỗn loạn. Kính thưa quý vị, vào tối ngày 25 tháng 10 giờ Mỹ, cả bà Kamala Harris và ông Donald Trump đều có những buổi vận động tranh cử nước rút khi cuộc bầu cử chỉ còn 10 ngày nữa là chính thức bắt đầu. Cựu Tổng thống Trump sẽ lên sân khấu lúc 10 giờ 30 tối tại Traverse City, Michigan. Chỉ một giờ trước đó, ông có cuộc phỏng vấn dài gần 3 tiếng đồng hồ với Joe Rogan. Cựu Tổng thống đã gửi lời xin lỗi khán giả vì đã để họ phải chờ đợi vì cuộc vận động tại Michigan bị chậm trễ so với dự kiến. Tuy vậy, bất chấp cái lạnh thấu xương của Michigan, miền cực bắc nước Mỹ, hàng chục ngàn người vẫn nán lại để nghe cựu Tổng thống Trump phát biểu. Trong khi đó, Phó tổng thống Kamala Harris có chuyến đi đến tiểu bang Texas, thành trì của Đảng Cộng hòa. Thông thường, một buổi vận động của bà Kamala Harris sẽ xuất hiện thêm các ngôi sao ca nhạc hoặc các người nổi tiếng để thu hút đám đông. Sau đó, bà ta sẽ có bài phát biểu dài khoảng vài chục phút, bằng một nửa thông thường của tổng thống Trump. Nhưng chuyến đi của bà Kamala Harris lần này đến Texas không được diễn ra thuận lợi, vì Texas vừa là bang truyền thống của Đảng Cộng hòa, vừa là tiểu bang biên giới phía nam nơi vốn hỗn loạn vì các người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico, nơi minh chứng rõ ràng nhất cho những chính sách thảm họa về biên giới của bà Kamala. Khi bà Kamala Harris vừa bước lên sân khấu, đã bị đám đông la ó khiến cho bà ta không thể bắt đầu buổi phát biểu. Khoảng 10 phút sau khi bà Harris phát biểu, đã có ít nhất 4 lần bị gián đoạn vì những tiếng la hét bên dưới đám đông. Phải vất vả lắm, bà Kamala Harris mới có cơ hội chen vào và bắt đầu nói rằng, bạn biết không, vẻ đẹp của chiến dịch của chúng tôi là chúng tôi đang đấu tranh cho nền dân chủ. Vừa dứt câu, đám đông tiếp tục la ó. Trong khi đám đông chật kính kháng đầy vẫn ồn ào khi bà ta nói, thì nhiều vụ náo loạn đã nổ ra, khiến Harris phải cố gắng kiểm soát sự kiện của mình. Một lát sau, một số người đàn ông bị lực lượng an ninh hậu tống ra ngoài. Những người ủng hộ bắt đầu rời khỏi cuộc biểu tình sau khi nhìn thấy Harris và Beyoncé. Harris vẫn đang phát biểu. Harris đã kết thúc bài phát biểu của mình tại Houston sau khoảng 30 phút mà không thể trả lời bất kỳ thắc mắc nào của cử tri, khiến họ thất vọng bảo vệ sớm. Nhận án 10 năm tù vì làm chủ đường dây kết hôn giả cho người Việt ở Mỹ Kính thưa quý vị, Ashley Yến Nguyễn, kẻ chủ mưu đằng sau một trong những âm mưu gian lận hôn nhân lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đã bị kết án 10 năm tù tại quận phía nam của Texas sau cuộc điều tra của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa HSI Houston, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ USCIS và Sở Thuế vụ Điều tra Hình sự IRS-CI. Ashley Yến Nguyễn cũng bị lệnh phải chịu 3 năm quản chế và nộp 334.605 đô la tiền phạt. Nguyễn đã nhận tội vào ngày 5 tháng 11 năm 2020. Trong lời biện hộ của mình, cô ta thừa nhận đã âm mưu tham gia vào các vụ gian lận hôn nhân, gian lận thư từ gian lận nhập cư, rửa tiền và khai gian trong tờ khai thuế. Trong hơn 4 năm, cá nhân này đã kiếm được hàng triệu đô la bằng cách điều hành một trong những âm mưu gian lận hôn nhân lớn nhất trong lịch sử hoa kỳ đặc vụ phụ trách mark torsen hsi houston cho biết những cuộc hôn nhân giả và các quyền lợi nhập cư không hợp lệ được đảm bảo một cách gian lận theo âm mưu tội phạm này đã lãng phí vô số nguồn lực của liên bang trì hoãn một số lượng không xác định các cuộc hôn nhân hợp pháp giữa công dân nước ngoài và công dân hoa kỳ và đe dọa an ninh quốc gia bằng cách cho phép các cá nhân ở lại đất nước thông qua sự gian dối là những chuyên gia trong việc điều tra mọi loại tội phạm tài chính. Các đặc vụ IRS, CIA đã làm việc với các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi và văn phòng luật sư Hoa Kỳ để ngăn chặn mạng lưới tội phạm này. Không chỉ thực hiện gian lận thuế và rửa tiền, mà còn lách luật nhập cư của quốc gia chúng ta. Chúng tôi tận dụng khả năng theo dõi dấu vết tiền bạc để phá vỡ các âm mưu tội phạm như âm mưu mà Nguyễn cầm đầu. Nguyễn điều hành kế hoạch gian lận hôn nhân ở khu vực tây nam Houston nhưng có các cộng sự hoạt động trên khắp Texas và ở Việt Nam. Tổ chức này chịu trách nhiệm tổ chức hơn 500 cuộc hôn nhân giả để đổi lấy số tiền lớn chỉ để người thụ hưởng là người nước ngoài nhận được các quyền lợi nhập cư. Tổ chức tội phạm này đã có thể tạo ra hơn 15 triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp từ kế hoạch này. Tại phiên điều trần, tòa án đã nghe rằng công dân các nước sẽ đưa cho nhóm của Nguyễn từ 50.000 đến 70.000 đô la để kết hôn với vợ hoặc chồng tại Hoa Kỳ nhằm gian lận để có được tư cách thường trú nhân hợp pháp. Nguyễn đã phát hành các khoản thanh toán thường xuyên, khoảng 200 đô la cho những công dân Hoa Kỳ đóng vai trò là người tuyển dụng trong các thủ tục nhập cư giả mạo. Nguyễn cũng hứa với những công dân Hoa Kỳ tham gia với tư cách là vợ chồng từ 15.000 đến 20.000 đô la theo từng đợt, mặc dù rất ít người nhận được toàn bộ số tiền. Nguyễn đã sử dụng hơn một chục người tuyển dụng vợ chồng là công dân Hoa Kỳ ở khu vực lân cận Houston và quảng cáo qua mạng xã hội về kế hoạch này ở Việt Nam. Nhiều công dân Hoa Kỳ có tiền án tiền sự, liên kết băng đảng và nghiện ma túy nghiêm trọng. Trong quá trình nhận tội, Nguyễn thừa nhận những người vợ chồng giả mạo không sống chung và không có ý định sống chung, trái ngược với các tài liệu và tuyên bố đã nộp lên chính quyền liên bang. Theo chỉ dẫn của cô ta, các cặp đôi chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn, ngay trước khi họ có được giấy phép kết hôn hoặc không gặp nhau. Để chuẩn bị cho các cặp đôi giả cho cuộc phỏng vấn với các viên chức di trú, Nguyễn và tổ chức tội phạm của cô ta đã cung cấp những sự thật bị đặt cho các cặp đôi giả để họ nghiên cứu và đọc lại các chi tiết nhằm chứng minh sai sự thật rằng cặp đôi này đang sống chung và quen thuộc với các thói quen hàng ngày của nhau. Tòa án phán quyết rằng Nguyễn đã sử dụng tiếp thị đại chúng để tạo điều kiện cho kế hoạch này bằng cách quảng cáo thông qua các nhà tuyển dụng và Facebook. Nguyễn cũng tự nhận mình là luật sư có mối quan hệ trong USCIS để khiến kế hoạch này có vẻ hợp pháp. Nguyễn thường cung cấp một album ảnh cưới giả để giúp mọi người có được tư cách thường trú nhân hợp pháp. Nguyễn đã mua nhiều nơi cư trú bằng số tiền thu được từ tội phạm. Cô ta đã sử dụng chúng như một phần của kế hoạch để thu thập, phân phối số tiền thu được và hoặc dàn dựng một số phòng cho những thời điểm mà chính quyền cho biết họ sẽ tiến hành kiểm tra thực địa. Các phòng được thiết lập để trông giống như chúng thuộc về những cặp đôi giả. Bản thân Nguyễn cũng đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ thông qua một cuộc hôn nhân giả. Nguyễn sẽ vẫn bị giam giữ cho đến khi được chuyển đến một cơ sở của Cục Nhà tù Hoa Kỳ sẽ được xác định trong tương lai gần. Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Adam Lawrence Goldman, Michael Day và Kate Hsu đang truy tố vụ án. HSI là nhánh điều tra chính của TSS, chịu trách nhiệm điều tra tội phạm và các mối đe dọa xuyên quốc gia, đặc biệt là các tổ chức tội phạm khai thác cơ sở hạ tầng toàn cầu mà thương mại, du lịch và tài chính quốc tế di chuyển qua. Lực lượng lao động hơn 10.400 nhân viên của HSI bao gồm hơn 6.800 đặc vụ được phân công đến 225 thành phố trên khắp Hoa Kỳ và 93 địa điểm ở nước ngoài tại 56 quốc gia. Sự hiện diện quốc tế của HSI đại diện cho sự hiện diện thực thi pháp luật điều tra lớn nhất của TSS ở nước ngoài và là một trong những dấu ấn quốc tế lớn nhất trong thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.